Xin chào tất cả các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Nói Đi Ngại Gì. Tôi là host Thanh Huyền. Các bạn thân mến, ngay bây giờ thì Thanh Huyền đang được ngồi cạnh diễn viên Thanh Tân và còn được biết đến với tên gọi là diễn viên Tân Trề. Xin được giới thiệu với các bạn. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thanh Tân, còn mọi người hay gọi mình là Tân Trề và A Trề. A Trề. Bây giờ thì trước khi bước vào chương trình mình phải tuyên thệ một câu và anh phải có trách nhiệm với lại cái câu mà mình đã nói nha. Gì cắn vậy? Dạ đúng rồi. Tôi tên là gì đó và tôi xin thề là sẽ nói thẳng và nói thật trong chương trình Nói Đi Ngại Gì. Có vụ này nữa hả? Có vụ này, phải nói nha. À, tôi là Thanh Tân, mọi người gọi là Tân Trề. Trong ngày hôm nay tôi sẽ nói thẳng và nói thật. Đúng rồi, ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ em rất là muốn hỏi anh về cái tên của anh. Thì cái này là một cái tên là từ nhỏ là anh đã có rồi hay là bạn bè đồng nghiệp gọi vô đặt cho anh? Cái tên này thì từ lúc mà vô nghề tới giờ thì anh mới có tên Tân Trề này. À, thì mọi người thấy em đi Trề Trề kêu Trề 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 cái kêu Tân Trề rất quen. Nhưng mà anh có thấy bị buồn không? Anh thấy bình thường mà, anh thấy rất là bình thường, anh cảm thấy vui nữa. Thì bây giờ mà anh có một cái tên đó là cái gì thú vị dành cho anh, có nhiều người ta muốn kêu tên đó mà kêu đâu có được, tại người ta đâu có bị Trề. Nó cũng là một cái điểm đáng nhớ của mình. Đúng rồi. Nhưng mà em hỏi thiệt là từ trước đến nay có bao giờ anh có cảm giác là bị người ta miệt thị về ngoại hình hay body shaming mình chưa? Cái vấn đề này thì rất nhiều người, cái rất nhiều người người ta nói về cái body của anh với lại cái gì, nhưng mà anh nghĩ đó là người ta giỡn. Bình thường anh thấy rất bình thường, còn những người nào mà anh người họ mà miệt thị thì anh nhìn thấy cái điều đó thiệt. Còn vấn đề thì anh nghĩ là bạn bè anh hay là người ta giỡn thôi, chẳng vấn đề gì. Không bao giờ anh mảy may suy nghĩ hay là anh cảm thấy buồn về những điều đó hả? Không, anh nói ở hồi sức đâu đi buồn mấy chuyện nhỏ nhau. Không bao giờ đọc comment luôn. Thì anh có thể chia sẻ một chút về con đường đến với diễn xuất của anh như thế nào không? Tại vì em rất là tò mò. Là... đã bắt đầu như thế nào? Ai là người đã đưa anh vô nghề hay là anh đã đóng từ những cái vai gì? Bắt đầu từ năm 2004 hay 2005 gì đó thì anh sinh hoạt đội nhóm nhà như Tân Bình đó. Dạ. Nhà như Tân Bình thì trong đó sinh hoạt là có lớp ca, lớp múa lân, vẽ hội họa, aerobic, có lớp diễn rối nữa. Thì anh vô sinh hoạt cũng anh vô anh chơi, anh thấy có lớp diễn rối vui quá. Múa rối đâu đó ngày xưa. Dạ. Lúc đó là bao nhiêu tuổi anh? Anh cách cỡ 15 tuổi. 15 tuổi. Thì sinh hoạt lớp đội đó là đội kịch rối của anh Chu Truy, ngày xưa là của thầy Duẩn. Thì Duẩn với lại cô Hạnh với anh Trọng là người phụ trách lớp đó. Một thời gian thì có cô đạo diễn Mỹ Khanh đó mới được kiếm diễn viên. Thì kiếm diễn viên vậy á, thì lúc đó anh nghĩ là anh mới vô được gần vài tháng, anh đâu biết gì về diễn xuất đâu. Thật sự ra là không biết gì hết, không biết gì bằng trang giấy trắng gì đó. Có chọn đi đóng vai chính mà mình lúc đó cũng bình thường, đúng không? Không biết đóng vai chính là gì hết trơn á. Thì cứ bắt đi đóng phim thôi, đi đóng cũng tháng trời gì cái nọ. Sáng sớm cứ 4 giờ sáng cái ra đứng trước đầu hẻm á, có người chở đi, tối chở về, sáng chở đi, tối chở về, sáng chở đi, tối chở về. Rồi, đến lúc khi có người chở đi chở về vậy luôn. Đúng rồi, lúc đó còn nhỏ mà đâu biết chạy xe gì đâu. Lúc nhỏ xíu luôn. Mà lúc đó mẹ cũng hay lắm, cũng gọi là không biết tại sao mà con mình nó đưa ai chở đi à. Mẹ cũng dễ dãi vậy luôn. Cho nên là xong cái khoảng chừng vài năm sau thì mới được đi cọ sát là đi tấu hài với nhóm Thanh Tùng. Dạ. Em Vũ Thành. Ừ. Rồi xong cái mới về nụ cười mới. Rồi mới bắt đầu tới bây giờ. Dạ. Thì trong cả suốt sự nghiệp diễn xuất của mình thì anh nghĩ đâu là có thể là coi là những cái dấu mốc của mình hoặc là những cái vai diễn nào mà khán giả biết đến mình nhiều nhất? Chắc có lẽ là ba bộ phim vai chính phim truyền hình. Ừ. Đầu là năm 2005 là bộ phim Sốp Cao Cao. Đó là bộ phim đầu tiên mà nãy kể đó. Dạ. Đóng chính đầu tiên. Bộ phim thứ hai là phim Vườn Đời Giai Tiếng Ảo. Bộ phim thứ ba là phim Trường Nội Chú, là mình tổng cộng đóng tất cả là ba vai chính. Thật sự là đến hiện tại bây giờ là ba vai đều thành công hết. Và hiện tại bây giờ thì khán giả vẫn nhắc tới ba vai đó. Và bây giờ mình lại tiếp tục làm vai chính trong cái bộ phim mình vừa sản xuất. Mình lại tiếp tục bỏ tiền làm vai chính cho mình. Lần đầu tiên bỏ tiền cho đúng không chứ anh? Vẫn chưa ai mời đóng vai chính lại nha. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ là với một cái sự đầu tư mình tự làm một bộ phim như vậy á, thì có phải là một sự mạo hiểm không anh nhỉ? Nếu mà mạo hiểm thì cũng gọi là mạo hiểm đó, nhưng mà nếu mà mình không mạo hiểm thì mình làm sao có sản phẩm riêng cho mình được. Dạ. Cái gì cũng vậy, phải có mạo hiểm, có đánh đổi thì mới có được cái sản phẩm riêng cho mình. Ừ, và đến thời điểm này thì anh có hài lòng về cái sản phẩm đó? Đến thời điểm hiện tại thì rất hài lòng, quá hài lòng luôn. Thì mới đầu thì mình chỉ nghĩ là
cho khán giả nhớ mình để mà mình tiếp tục cái có cái đà phát triển nghề nghiệp mình, nhưng mà tại giờ thì nó ngoài sức mong đợi của mình. Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Dạ, em rất là chúc mừng anh. Đúng là đối với lại những nghệ sĩ thì họ luôn phải có những cái sản phẩm mới để mà khán giả nhớ đến mình. Tuy nhiên thì nó sẽ gặp những cái điều mà tác động từ bên ngoài, có thể là trong một khoảng thời gian mình sẽ không có những cái hoạt động gì nổi bật, hoặc là cũng tùy vào cái cảm xúc của mình. Thì em muốn biết là trong suốt cả một cái sự nghiệp diễn xuất của anh, có bao giờ anh cảm thấy là mình không làm nữa, mình muốn từ bỏ cái công việc này, mình không diễn nữa? Có khoảng thời gian bị im hơi lặng tiếng, có nghĩa là cơ hội tới mà mình lúc đó mình không có bắt chụp được kịp. Dạ. Mình quá ham chơi, vì mình ham chơi, mình không có tập trung công việc á, cũng cứ nghĩ là có thì làm, không có thôi, mình cứ ở nhà, mình không có phấn đấu á. Thì khoảng thời gian riết rồi mình suy nghĩ, ôi sao cứ thời gian bạn bè mình đi làm, anh em đồng nghiệp mình đi làm, tại sao mình lại ở nhà? Thời gian trước thì mình nghĩ thôi, tại chắc chưa, chắc không có show, không có hợp, không có gì hợp, mình người ta chưa kêu, chắc là từ ta cũng kêu, mình lúc nào cũng suy nghĩ gì, nhưng mà lúc nào làm hoài cứ hoài hoài cứ mình cứ suy nghĩ, ôi tại sao mình không lẽ cứ mình đợi mình để hoài sẽ được, không lẽ mình hết duy những ngày sao ta, mấy giờ nó mới nản, không có giờ không mình nghĩ, cũng rất từng chia sẻ với lại mấy anh em, cũng có từng chia sẻ với lại mọi người, cũng được anh em đó, đồng viên á, anh em nói cố gắng lên. Cái nghề này mà chậm chút xíu là không bằng người ta đâu, cho nên lúc nào cũng vậy, phải cố gắng lên, nhờ anh em hỗ trợ động viên thì mới suy nghĩ, mình mới gọi là cố gắng. Dạ, vậy là lúc đó là anh nghĩ là cái tình đồng nghiệp giữa các anh em nhau là cái điều đã vực anh dậy, hay là cái điều gì đã khiến cho anh thay đổi mà mình biết là mình phải chủ động trong cái công việc này? Thứ nhất là cái đam mê. Thứ nhất là cái đam mê, khi mà mình đã làm tới cái nghệ thuật này rồi mà khi bạn bè làm mà mình không làm á, cái mình bị tụt hết người, cái đam mê á mình không có, mình vượt dậy. Thứ hai là anh em, bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ mình để mà mình vượt dậy. Cái gì cũng vậy, phải có đam mê và có những người anh em xung quanh hỗ trợ thì mình mới có được em ra. Dạ, em nghĩ là đối với em thì trong những cái mối quan hệ trong showbiz, em nghĩ là giữa các diễn viên, em nghĩ là họ sẽ có những cái mối thân tình nhất. Tại vì mình có những cái khoảng thời gian mình sống cùng với nhau, mình đi diễn cùng với nhau trong những bộ phim, mình có cái thời gian để mình dành cho nhau hơn là những cái công việc khác. Cá nhân em nghĩ là như vậy. Thì anh có một cái kỷ niệm nào về tình anh em đồng nghiệp, hoặc là một cái câu chuyện nào đó mà làm cho anh nhớ mãi không? Nếu mà nói cái này thì quay nó về nhà, nhóm anh em mà gồm có anh Đạt, Hứa Minh Đạt, anh Hoàng Mèo, anh Quang Tuyên, Quỳnh Phương, Thái Vũ, Minh Râu và anh. Thì đợt có trong cuộc thi mà là ngày mới hồi đó. Dạ. Thì trong cuộc thi đó kiểu như là một cái chương trình thi, nhưng mà cái thời điểm đó là thiếu hai người. Cái tập đó là cái tập như là có thể loại á, nó rất nhiều sự trùng hợp. Khi mà đang quay xong á thì tập đó là thiếu anh Đạt với lại anh Mèo. Thì hai người đầu tàu, thì tất cả những em nhỏ còn lại ngồi đó thì đâu có kiểu như là đủ người để mà diễn đâu, nhưng mà cuối cùng là may mắn sao đang quay giữa chừng á thì anh Đạt với anh Mèo vẫn kịp mà để mà quay lại để mà hỗ trợ anh em. Đó là một gọi là kỷ niệm đáng nhất, nhớ nhất đó về anh em. Dạ, nói tới đây nhiều khi khiến anh Đạt xúc động khóc chút ít. Thì anh nghĩ là trong sự nghiệp của mình á, cái người nào là anh mang ơn nhiều nhất, một người tiền bối hay là các thầy cô giáo, hay là người đã mang anh đến với con đường này? Tới hiện tại giờ mà mình vẫn còn mang ơn, nghĩa là chắc là anh Lục và chị Giang. Trong cái cuộc thi đấu trường Tiểu Lâm á, thời điểm đó thì cũng bỏ cuộc rồi, tính dễ nản lắm, mình dễ nản lắm, cho nên thời điểm đó là tính bỏ cuộc, không tham gia nữa, coi như là thôi, không cần nữa, không cần thiết nữa, rồi được cũng được thôi, nghỉ, không làm nữa. Thì anh chị gọi là động viên tới nhà, nó là công sức bao nhiêu năm trời để mà có được ngày hôm nay, rồi bây giờ em nói bỏ là bỏ hay sao? Thấy động viên tất cả mọi thứ thì suy nghĩ lời của anh chị nói thì mới vượt dậy và tiếp tục. Anh muốn nói gì với lại anh Tiến Lợi với chị Trang không? Thì em muốn nói là em cảm ơn anh chị nhiều lắm, và em sẽ vững tin tiếp bước cái nghề của mình để cho anh chị vui. Mọi người rất là mong chờ anh những sản phẩm sắp tới, đặc biệt là sau bộ phim Tương Sinh Tương Khắc. Thì em thấy là cái diễn xuất của anh trong bộ phim này em thấy rất là tuyệt vời, và em cũng rất là tò mò về quá khứ của anh như thế nào.
Thì từng có một cái tin đồn đó là mình có một cái quá khứ nó có phần là hơi bất hảo đúng không anh? Có phải là anh đã được lớn lên hoặc là có va chạm trong những cái môi trường mà có nhiều cám dỗ không ạ? À, thì xưa thực sự thì cái khu của anh là khu gọi là khu lao động, nó phức tạp lắm, nó rất phức tạp, có đầy đủ thành phần trong đó hết. Thì mình sống ở trong đó cũng từ nhỏ tới lớn, cho nên ít nhiều gì cũng gọi là va chạm cũng nhiều quá. Ngày xưa là chuyên gia đi theo các anh mà mấy anh muốn lộ với lào thì mình nó sau lưng á, đi theo lụm dép lụm dài đồ này cái nọ, về ráp được nào đựng đâu thì mang, còn nào xài được á thì giữ. Sống môi trường đó thì riết cũng quen, cho nên thì vào phim thì khi có mình thấy cảm thấy cái cảnh này nó giống như mình ngày xưa quá, nó đại khái là vậy, cho nên thì cũng dễ. Tức là nó cũng có giúp ích cho mình trong cái việc diễn xuất của mình, đặc biệt là trong những bộ phim về đề tài giang hồ. Đúng rồi. Dạ, thì anh có nghĩ là nếu như ở trong một cái môi trường đó, nếu mà mình không tỉnh táo thì có thể là sẽ không có Tân Trà ngày hôm nay. Thì đó chính xác rồi, nếu như không có nhà thiếu nhi Tân Bình thì chắc chắn không có Tân Trà ngày hôm nay. Ừ, thì điểm mà ăn chơi này kia nọ thì ghé đi ngang nhà thiếu nhi Tân Bình đó, không biết ai nắm đầu vô, chứ mà không ai nắm đầu vô chắc cũng đi luôn, tới giờ không biết đi đâu rồi. Tự nhiên cái đi ngang và tự nhiên vô nhà thiếu nhi chơi À, vậy. xin quẹo nhà thiếu nhi chơi á. Dạ, thì mọi người ở trong xóm có bất ngờ khi mà anh bắt đầu theo cái con đường diễn xuất này không? Thì mới đầu thì bất ngờ riết dở thành quen rồi, À. chứ bây giờ ra đường mà anh chạy xe ngoài đường ai kêu anh cu đái là anh biết cái xóm anh rồi. Dạ, tại vì anh biết sao không? Hiện nay là có rất là nhiều những cái bạn trẻ mà gọi là thế hệ bây giờ 1997 trở lên là gọi là Gen Z đó, thì các bạn rất là dễ bị lạc đường hoặc là ở trong những cái tình huống hoặc là trong những cái môi trường mà dễ bị cám dỗ như vậy. Thì anh có muốn chia sẻ một chút gì với các bạn không? Bởi vì mình cũng đã từng là một người như vậy. Cái gì cũng vậy, ở môi trường nào á chắc chắn cũng sẽ bị thích nghi và chắc chắn cũng sẽ bị cám dỗ, và chỉ mong các em rằng các bạn rằng là mình phải cứng mình lên một chút xíu, mình nãy là mình biết cái nào sai cái nào đúng, cần đường đi nước bước như thế nào, chứ đừng có vì mà một chút xíu gọi là ham muốn hay là cái này cái nọ mà để đánh mất bản thân, cái đó điều rất tiếc, đó là cả một cái gọi là đến bản thân của mình cũng thấy rất buồn á. Dạ, vừa rồi thì chúng ta đã vừa đến với một cái phần trong chương trình là cái phần hashtag. Với cái hashtag là em nghĩ là nó có thể là gắn với lại bản thân anh là hashtag quá khứ. Còn một cái hashtag tiếp theo là hashtag về về tình anh em. Thì như hồi nãy anh có chia sẻ là anh có một cái nhóm anh em rất là thân như vậy. Và khán giả cũng cũng có ý kiến cho rằng là nếu mà so về sự nghiệp diễn xuất thì có thể là mình sẽ không chưa có được những cái vai mà được chú ý nhiều giống như là mọi người ở trong nhóm. Thì bản thân của anh có bao giờ anh cảm thấy là mình hơi bị lép vế không anh? Anh nghĩ chẳng có gì với lép vế cả, đó là tất cả những người anh em mình luôn hỗ trợ nhau, cùng nhau để đi lên, cho dù mà mình có lép một chút xíu để cho tất cả những người anh em của mình lên thì mình cũng cho thấy rất bình thường. Nghệ thuật mà, nghệ thuật thì phải có cái lúc này lúc kia, chẳng nhiều khi mà mình chưa được như mọi người thì mình sẽ cố gắng để mà khi nào mà đổ thương thì bây giờ chừng mình sẽ được như mọi người. Dạ, em nghĩ là bây giờ đang đổ rất là thương rồi. Khi mà một phim Tương Sinh Tương Khắc thành công thì anh nghĩ là trong công việc của mình á, anh cảm thấy là mình hợp làm việc với ai nhất? Ai là người mà ví dụ như là anh cảm thấy là thần giao cách cảm với anh á, có thể hiểu được anh? Em đang nói về diễn viên hả? Dạ đúng rồi. Anh chắc chắn diễn viên Diễn đã. viên hoặc là bất kỳ người nào trong ekip của anh. Anh làm việc anh chắc chắn là sẽ hợp với nhóm anh em của tụi anh rồi. Anh Đạt, anh Tuyên, anh Trung, anh Tô, anh Luật, Quỳnh Phương, tức anh Vinh Râu, anh Vũ rồi đó. Tất cả Dạ. những người đó là đều là my friend của anh hết. My friend, mọi người đã hỗ trợ anh như thế nào đối với sản phẩm lần này ạ? Hỗ trợ rất nhiều về tức về kinh nghiệm diễn xuất, cũng giống như là về như anh Tô thì hỗ trợ về máy móc rồi điều kiện tổ chức sản xuất này kia nọ, còn anh em diễn viên thì họ cũng hỗ trợ chung, thì tức hầu như là không biết nói như thế nào, không biết nói như thế nào để cho mọi người hiểu, như là hầu như là trong bộ phim này là tất cả cái ekip đều hỗ trợ Tân một cách gọi là rất nhiều, và Tân không biết cảm ơn như thế nào để cho hết. Anh ơi, trong mỗi chương trình Nói Đi Ngại Gì mình sẽ có một phần là bàn về những cái chủ đề mà đang rất là hot, đang gây tranh cãi ở thời điểm hiện tại. Thì bây giờ ở trên bàn có ba trái trứng. Bây giờ em mời anh bóc lên và mình sẽ chia sẻ về cái suy nghĩ của mình về cái chủ đề thời sự này. Trứng nào cũng được hả? Trứng nào cũng Anh lấy được. cái trứng của anh nha. Ok, Đây trứng mời gần anh. anh nhất nè. Rồi anh mở ra đi, anh mở ra luôn, đọc luôn.
Gì vậy, hỏi gì vậy, em cũng không biết luôn á. Sao vậy, cho em coi coi. Rồi, câu hỏi của chương trình là anh có thể chia sẻ quan điểm của mình về chủ đề là con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Anh nghĩ như thế nào? Anh có trải nghiệm gì với lại cái câu này? Cái câu này ý nói gì anh cũng chưa hiểu lắm à? À, tức là anh đã rơi vào những cái tình huống đó chưa? Anh đã từng yêu những cái người đó chưa? Không, anh được cái là nghĩa khí lắm, cho nên anh từ trước hầu như là chưa bao giờ anh đụng chạm tới ba thứ này. Chưa bao giờ đụng chạm tới con của thầy. Cơm thầy. Con thầy. Cơm thầy hay là con thầy. Cơm. Con của thầy. Con thầy hả? Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Anh nghĩ là cơm thầy chứ, chén cơm của thầy ăn là mình không được ăn cơm của thầy nè. Không phải, con của thầy. Là không được đụng với con của thầy hả? Ừ. Anh cũng chưa. Anh đã từng bao giờ yêu chưa? Chưa. Anh chưa bao giờ yêu con thầy. Vợ bạn. Vợ bạn càng không. Gái cơ quan. Gái cơ quan càng không, tại vì anh nóng lòng công ty em ơi. Nhưng mà bà xã của anh hiện tại cũng là trong nghề của anh đúng không? Không, bà xã trong nghề nhưng mà hiện tại bây giờ là lùi về sau làm công ty rồi. Vậy có được gọi là gái cơ quan không? Không, nhưng mà anh cưới rồi, giờ anh mới làm cơ quan mà. À rồi, nhưng mà anh nghĩ sao về cái chủ đề này, mình có nên yêu những người mà trong trường hợp này không? Cái câu này sao từ tự nhiên mà sao mà dấp quá vậy? Câu này có nghĩa là vậy nè, mà mình nó đừng bao giờ nên đụng chạm tới những cái vấn đề này. Đúng rồi. Anh thì anh nghĩ sao? Anh thấy nó đúng chứ, cái đó là cái nguyên tắc của một con người để mà sống tồn tại xã hội này. Nó rất tế nhị. Cái người nằm trong cuộc á, họ thấy đúng là họ thấy đúng, nhưng mà nhìn lại nguyên tắc là sai. Sai rồi, anh nghĩ là sai. Nhưng mà em lại thấy có rất là nhiều người cũng vẫn yêu những người này, vẫn yêu con của thầy giáo vậy đó. Tại vì có những người nói là trên đời này không có nguyên tắc nào hết. Thì đó họ đang biện minh, họ đang biện minh theo ý của họ thôi. Còn đối với anh cái vấn đề mà cơm thầy, con thầy đang nói về người mà là ôi những cái người con gái mà mình không nên đụng vô. Anh cho nên xưa anh ít đi học lắm cho nên anh ít anh chắc chắn một điều là từ bây giờ tới về sau đi chăng nữa anh cũng chẳng bao giờ đụng chạm tới cái vấn đề này. Sợ luôn. Anh rất sợ, thứ nhất là anh có thể làm cho vợ anh buồn, gia đình anh buồn, nhưng anh không bao giờ để cho bạn bè anh buồn. À, đó là nguyên tắc của anh. Rõ ràng quan điểm. Dạ, thì anh có thể chia sẻ một chút về dự định của mình sắp tới không? Ví dụ như là khoảng trong vòng 5 năm tiếp theo thì khán giả sẽ thấy anh là một tân trề như thế nào? Những cái dự định của anh có thể là về kinh doanh chẳng hạn, trong cuộc sống thường ngày. Dự định sắp tới của anh thì anh sẽ, nếu mà có điều kiện mà anh sẽ làm thêm một hai web nữa, và làm thêm một hai sản phẩm MV ca nhạc chẳng hạn. Anh là một người rất mê hát, rất thích hát. Wow. Vậy anh sẽ debut chuyển hướng làm ca sĩ nữa? Không, anh sẽ không chuyển hướng thành ca sĩ, nhưng mà anh sẽ làm vì cái đam mê. Anh sẽ có một hai sản phẩm về ca hát như vậy á. Thì bây giờ anh có thể hát luôn cho em một bài được không? Tại vì em nghe nói là anh rất đam mê ca hát thì em nghĩ là anh hát rất hay. Một bài nào đó mà bài tủ của anh xưa giờ đi hát karaoke là bấm bài đó đầu tiên luôn, ví dụ vậy. Thôi em hát bài trong phim đi nha. Trong phim là bài Anh Em Ta đó hả? Không, bài Tình Nồng á. Tình Nồng, dạ rồi. Tình thừa bao tố dù có tan úa, mộng đẹp xinh giữ trong tim. Hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phai màu. Nửa đi, trời đang đây. Anh hết thuộc rồi. Trời ơi, mọi người, ông này ông nói cái gì ông cũng nhá. Rồi kể cả là hỏi về tình tiết của bộ phim hay gì là anh cũng kêu thôi coi phim để dành thôi chứ không chịu bật mí. Thì em thấy là chất giọng rất là hay, thì mọi người cũng sẽ em nghĩ là mọi người sẽ đón nhận những MV ca nhạc đó của anh. Bên cạnh những web drama sắp tới thì cá nhân Thanh Huyền cũng chúc cho anh Thanh Trề mãi vững tin trên cái con đường của mình, và mong là lúc nào bên cạnh anh cũng sẽ có những người bạn để mà có thể phù trợ, chia sẻ, động viên anh trong những cái lúc mà anh cần có sự giúp đỡ. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ, anh muốn nói gì với khán giả không? Cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả mọi người luôn ủng hộ Tân và luôn theo dõi
những bộ phần những dự án của Tân, hãy luôn ủng hộ Tân để Tân có tinh thần để mà cho ra những sản phẩm hay hơn để phục vụ cho tất cả mọi người. Cảm ơn anh Thanh Tân đã đến đây ngày hôm nay và xin được hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Nói Đi Ngại Gì tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.